Happy New Year, chúc mừng năm mới 2018. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ là mình đang ở trung tâm của thành phố Tampa, tiểu bang Florida. Và đây là giờ khắc tiễn năm 2017 và đón năm 2018. Năm nào cũng vậy thì thành phố luôn tổ chức bắn pháo hoa để cho mọi người dân được thưởng thức cũng như để chào đón năm mới. Thì năm nay mình sẽ quay cái cảnh bắn pháo hoa ở thành phố Tampa để mời quý vị và các bạn cùng xem. Rồi bây giờ cùng xem bắn pháo hoa ha. Tại hôm nay thì mình tới cũng hơi là bị trễ, hồi nãy bị kẹt xe ở downtown á, không có còn chỗ đậu xe nữa, cho nên mình phải chạy vòng qua bên David Island. Mà chính vì như vậy thì mình mới phát hiện ra được cái chỗ này nó cũng khá là lý tưởng để mà xem pháo hoa. Rồi bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng xem màn trình diễn pháo hoa ở thành phố Tampa, chuẩn bị đón năm 2018 nha. Trời, pháo hoa đẹp quá ha. À, thì ra là chiếc tàu mà nằm ở giữa sông đó. Mình đứng đây thấy rất là rõ nè, thích quá. Vậy mai mốt mấy năm sau mình cũng sẽ tới đây để xem pháo hoa luôn. Trời bắn cũng nhiều quá ha. Ồ, quá trời luôn.
Trời đẹp quá phải không quý vị và các bạn? Thực ra thì năm nào cũng vậy, ở thành phố tổ chức không phải là một điểm đâu, mà có rất nhiều điểm bắn pháo hoa. Nhưng mà mình chỉ quay được cái ở phía đây thôi. Và đây là thành phố Tampa mà nhìn từ ở bên đảo David Island nhìn qua. Dạ, dạ đúng rồi. Mai mốt á, năm sau hay là mai mốt tới cái lễ mà July 4 thì mình đi ra đây mình coi nữa được á. Cũng có khá nhiều tàu thuyền ở dưới sông á, cũng tới đây để mà xem pháo hoa. Thì bây giờ thì họ đi về. Dòng sông này là sông Hillsborough đó quý vị và các bạn. Dòng sông này chảy qua thành phố Tampa. Bây giờ nhân cái dịp giờ khắc giao thừa tiễn năm cũ 2017 đi và đón năm mới 2018 về, thì mình xin kính chúc quý vị và các bạn cùng với gia đình có một năm 2018 thật là an lành, thật là hạnh phúc và mọi điều như ý. Xin trân trọng kính chào.